Audio Jungle. Từ hôm nay, quận Hoàng Mai tiến hành công tác phá dỡ thi công đối với 45 hộ dân đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường 2,5 đoạn Đầm Hồng quốc lộ 1A thuộc địa bàn phường Định Công. Đây là các hộ thuộc tổ 25, 47 và 48 phường Định Công đã nhận tiền đền bù, ký biên bản bàn giao nhưng chưa đi di dời. Cùng với việc tổ chức thực hiện các biện pháp phá dỡ thì Ủy ban nhân dân phường cũng tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ gia đình chấp hành quyết định thu hồi đất. Sau khi tháo dỡ, tổng diện tích bàn giao sẽ là 2.500 m2. Như vậy, tính đến thời điểm này, phường Định Công đã giải phóng mặt bằng hơn 38.000 m2 đất trên tổng số 41.000 m2 phải thu hồi thuộc dự án đường 2,5, chiếm tỷ lệ hơn 90%. Trong tháng 9, kế hoạch của phường tiếp tục cưỡng chế 32 hộ dân trong diện giải tỏa cố tình không chấp hành, quyết tâm đến hết năm nay sẽ giải phóng mặt bằng xong toàn bộ dự án đường 2,5, bàn giao đất cho đơn vị thi công thực hiện công trình. Audio Jungle. Audio Jungle.